Cô cái xá xị này á, nó giúp cho cái pha lấu nó ít bị kiểu như là bảo quản nó lâu hơn đúng không cô? Được, Dạ. ví dụ mình Còn chỉ mình làm nhẹ nước cũng được, dừa nó mau hư đúng không cô nước hả? dừa nó chua, Dạ. để Quên. lâu nó chua, 3, để lâu nó chua. 2, 1, bắt đầu. Người thanh niên giờ mới đếm. Mời mọi người nha. Tại kiểu như thèm quá nên mình ăn luôn mà mình không để ý. Dạ. Cào lên. Thanh niên này thử thách ăn Hello, xin chào bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình gì là Phân vậy? Hùng Hoàng. đây. Hiện tại thì mình đang có mặt ở một cái quán mà cách đây khoảng 5-6 tháng trước á, khoảng nửa năm trước á, thì quán này rất là nổi tiếng, có tên là Phá Lấu Xá Xị. Đó, địa chỉ ở đây là số 56 xẹt 46 Tô Hiến Thành nha. Mọi người đi đường Tô Hiến Thành xong rồi mọi người quẹo vào hẻm số 56, chạy sẽ thấy Ngã ngã ba, ba quẹo phải. phải, là sẽ gặp số 56 xẹt 46 nha. Ở đây là 56 xẹt 46 nhưng mà a trong hẻm, trong một cái hẻm nhỏ nữa. Thì quán này nằm trong một cái hẻm rất là nhỏ và mình thấy là cũng rất là khó để tiếp cận khách hàng mọi người. Cho nên hôm nay mình sẽ đến đây để mình quay clip, để giống như là cũng lâu rồi cô chưa có người đến quay clip nên cũng ít người biết đến, nên hôm nay mình sẽ đến mình quay để giới thiệu cho mọi người cái món Ok. này để mọi người đến ủng hộ cô nha. Rồi. Phá lấu bò xá xị. Phá lấu. Phá lấu heo. Đây là cô Minh nè mọi người. Dạ con chào cô. Đó, muốn quay gì cứ quay thoải mái, dạ dạ không có sợ. đây là phá lấu đúng không cô? Đó đó, vậy là hình như bên mình con thấy là chỉ có thú linh thôi nè. Có ruột mình non, ruột già, thú linh. có ruột non ruột già thú linh dạ nếu mà đó mình bán thì chỉ đó ruột non ruột già thôi, còn nếu mà mấy những cái mấy kia thì ôi thơm ghê á, cái mùi phá lấu này nó thơm. Cảm và hưởng luôn. Là bên trong đây là xá xị ha hay sao Xá cô Minh? xị đó, Dạ. Đè, xá xị Xá luôn. xị kìa. Đó, quay vô, Ủa một ngày cô Minh bán có nhiêu đây thôi hả? 10 kg thôi, có một mình làm mà. 10 kg nhưng mà mình nấu là nó còn sắt lại còn nhiêu đây? Còn 2,5 kg. 2,5 kg à? Cũng đâu có nhiều đâu hả cô? Đâu có nhiều đâu. Thường là cô bán từ mấy giờ đến mấy giờ cô Minh? À, 2 giờ là mở cửa ra đó. 2 giờ mở. Nhưng mà nếu mà có khách thì khách đặt như hôm qua khách đặt đó là khách 2 giờ đặt hả? Tới 3 giờ là hết, còn nếu không đặt thì mình bán lẻ à, ngày chắc mình cô bán bán khoảng 1-2 tiếng thôi đúng không ạ? Đâu có nhiều quá, nhiều hả? Tại vì biết sao, cái người mà người ta đặt á, dạ là người ta về người ta bán lại à. Người ta bán lại ví dụ như vậy nè, người ta mua rồi xong người ta về người ta bán lại thì mình bán cho nhanh, ví dụ à, như người ta thơm lắm. Đó, vậy nếu mà nói về cái khung giờ hoạt động bên mình là từ mấy giờ đến mấy giờ của mình? Là 2 giờ, khi làm mà ế lắm là tới 7 giờ, tới xa là về à. Đó, đó đó. Dạ rồi, dạ rồi. Thì cái này thì nếu mà hên vui, xui đúng không, hên xui. có ngày người ta đặt á thì mình sẽ không có Không, bán không. Có nhầm bữa có khi trời ơi em biết tới tối luôn rồi, tới tối luôn. Thế người thường người ta mua, người ta có tưởng đâu có tiền nhiều đâu mà mua cho nhiều. Dạ người ta mua 50 rồi người ta ăn cả nhà, đúng còn rồi, mỗi nó lấy là 2-3 kg lấy về nó bán lại mà. Dạ con thì con thấy ngày xưa cô Minh cái món này rất là nổi tiếng luôn á đúng không? Đúng cũng rồi. Chắc ngày xưa cô Minh bán nhiều hơn bây giờ Hồi thì xưa cũng là 4 năm rồi à, có mấy đứa em nó phụ bây giờ nó đi làm hết rồi. Dạ nên thôi mình bán một nồi thôi, thôi vì một giờ khỏe mình bán ít lại. Để chị Minh còn phải bà nuôi và bà già liệt trong nhà à, cho bà nuôi ăn uống xong xuôi mới dọn hàng. Dạ. Nhiều khi có bữa người ta kêu cửa đó à, tại vì biết không, đút cơm cho bà ăn, bà cho bà ăn no đi rồi mình ra mình bán sao, nhà dạ đâu có còn ai đâu đi làm với đâu. À, giờ có ngồi mình nhìn nhà nè mình chăm bà. Đó, một cái không gian cũng rất là nhỏ thôi. Và ở đây thì cô Minh có một cái bàn, mình bày bán cái bàn ở đây luôn hả cô Minh? À, cái bàn đây mà giờ này thì không có ai thì ngồi được, cái chiều mà 4-5 giờ xe lửa nó vậy thì xe là nó qua đây à, qua là chiều chiều là ai nấy thì làm gì đây mọi người. Ở cái hẻm rất là nhỏ thôi rồi. Thôi vậy chắc ở đây đa số ta mua mang đi hả cô Minh? Mang đi là nhiều. Dạ yeah. Tại vì nhiều khi sinh viên nó 4 người là em lấy 4 chiếc xe thì mình để xe đúng đâu. Rồi đúng rồi, không có chỗ để, khó khăn ghê á. Mà hồi đó cái bà dưới á phải cho để rồi, phải cho để à. Tại vì mình đâu có chỗ ngồi đâu. Dạ dạ. Tại vì ví dụ như mấy em ít ít thì chị Minh chỉ cho mấy em để, còn nhiều quá thì cho mà để. Dạ rồi. Ví dụ như có nhiều quá thì gửi xe ngoài chợ vô ăn à. Ngồi thì được nhưng mà có một cái khổ quá, không có chỗ để xe. Rồi ăn là phải giữ xe, để mất xe đó. Dạ yeah. Thôi một phần phá lấu heo ở đây là bao nhiêu vậy cô Minh? 25 ngàn đó. 25 ngàn. Cái đó là mình 100 gram. Ừ đúng rồi. 100 gram phá lấu 25 ngàn.
Vậy mình nếu mình ăn thêm bánh mì là bao nhiêu ạ? Trời ơi, chị Minh lấy 2 ngàn, chị Minh bán 3 ngàn. 3 ngàn. Nếu mà ai ăn hai ổ thì mình lấy 5 ngàn. À. Tròn tròn lấy gì vậy cô? Bong bóng đó. Bong bóng. Đây là cái bong bóng. Bong bóng heo. Còn nếu bao tử của nó thì nó bự lắm, bấy lần cái này. Để nó bơi nó nổi hơn không? Bãi bơi. Bãi cái này làm như cá bơi. Không phải. Nước ăn nó vô đây, ráng em ăn thử cho biết. Rồi thôi bây giờ cô Minh làm cho con nhiêu ta? Mỗi người phần thôi, đừng chỉ ăn nhiều. Ăn kiểu như cô để cô bán nữa. Đâu có sao đâu. Mấy giờ cô làm con 3 phần lên Lộc ha. 3 phần với bao bánh mì đi cô Minh. A few minutes later. Rồi, thì như mọi người cũng thấy nha, ở đây là nãy giờ mình set up á, cũng được một cái chỗ nhưng mà trong đây nó cũng khá là hẹp. Nên mình cũng sẽ tranh thủ mình ăn nhanh á, trước khi cái giờ mà tàu lửa nó đi á, người ta né tàu lửa, người ta sẽ đi vào trong đường này nó sẽ đông lắm. Mới đầu mình tính ăn là 5 phần, nhưng mà thật ra mình thấy ở đây mọi người nhìn là phá lấu rất là nhiều. Cho nên mình nghĩ là ăn nhiều như vậy á, thì nó sẽ khó tiêu, nên mình sẽ mua 2 phần về cho gia đình. Đó, giờ mình sẽ ăn thử một miếng coi như thế nào nha. Chấm nè. Cái nước này là nước chấm gì vậy cô Minh? Xá xì á. Xá xì luôn hả? Có ớt luôn nè mọi người. Nhưng mà mình không ăn ớt đâu. Trời ơi. Nhìn cái màu nó rất là bắt mắt luôn đó thầy Lộc ha. Mà mình đến đây thì mình cũng nghe thấy cái mùi nè. Cái mùi đặc trưng của phá lấu á. Cô, cái xá xì này á, nó giúp cho cái phá lấu nó ít bị kiểu như là bảo quản nó lâu hơn đúng không cô? Được. Dạ. Mình còn mình làm nước dừa nó mau hư đúng không cô hả? Nước dừa nó chua. Dạ. Để lâu nó chua. 3, 2, 1, bắt đầu. Người thanh niên giờ mới đếm. Mà mọi người nha, tại kiểu như thèm quá nên mình ăn luôn mà mình không để ý. Dạ. Ui. Cái pha lấu cô, này nó không bữa, bữa nào cô sáng tác ra món xá xấu, ấy gì, xá xị bay úp đi cô. Cô sẽ ủng hộ cô á. Cái đó làm được, tại vì sao? Cái đó nó màu trắng. Cái này màu, cái này đâu có màu. Cái phá lấu này nè, nhìn á thì thấy có vẻ dai nhưng mà không dai nha. Nó vừa đủ thôi, nó vừa đủ dai thôi và nó vẫn giữ được cái mùi vị phá lấu, lại kết hợp thêm mấy cái như là gừng xả để mà bớt cái mùi phá lấu đi á, nên nó rất là thơm nha mọi người. Và mình thấy một phần ở đây nhiều quá, phải nói là rất là nhiều, mà có 25 ngàn thôi. Ổ bánh mì là 3 ngàn. Nếu mà mọi người ăn 2 ổ là sẽ là 5 ngàn. Ủa, ăn 3 ổ là bao nhiêu cô Minh? Thì 3 ổ 7 ngàn rưỡi. Ôi, được giảm nha. Có 500 nhận lương 8 ngàn. À. Nếu lẻ là 3 ngàn, còn 2 ổ là cứ 5 ngàn. Chứ bây giờ mình cái 500 đâu có ai xài nữa đâu. Dạ. Ôi, cái nước phá lấu này nó ngọt ghê nè. Cái nước này nó ngọt lắm. Đây. À đấy. Cô Minh ở đây chắc là từ nhỏ tới lớn rồi hả cô Minh? Mấy chục năm rồi đó. Dạ. Bánh mì giòn, thơm thơm. Kết hợp với cái mùi của phá lấu nữa. Vậy là cô bán cũng từng ấy năm luôn? Hai mấy năm. Ồ, cô Minh bán. Má chết tới giờ. Dạ, dạ. Má chết năm 2000. Dạ. Bán từ đó xong rồi đó ngay luôn. Chị Minh nói thiệt luôn. Có lần thứ vốn cho anh ta mượn, người ta dịch mẹ nó rồi. À. Những người ta bắt hàng á. Dạ. Tiền cũng đâu có để tiền cho mình cho nó mượn cho mình vậy đó thôi. Không đúng, đúng là cô Minh là kiểu như là lá lá lành đùm lá rách mà lá rách đùm lá nát á. Bây giờ hỏi vậy nè, bây giờ mình không có thân phận gì hết, mình đâu làm được người ta, không trả rồi nhịn đi, để thôi người ta cũng đánh đến đời con mình nó mất công. Cô gặp sợ gặp những cái người nó luôn mạnh rồi mình nó luôn mạnh đó. Thôi thôi mình chịu quá. Chứ giờ mình làm cái gì giờ không trả, giờ mình làm cái gì nó làm thịt nó cũng không có được. Xong rồi giờ mình mướn giang hồ, mình cũng đâu giang hồ ăn mà ở đánh mà chết rồi mình ở tù, nó chưa ở tù đâu. Dạ. Thôi bỏ mình rồi.
Ở đây là cái này là bóng bóng nè mọi người. Nó dày hơn, ai có dăng này ăn ngon hơn. Dạ. Bên trên rồi. Cầm hoài mà chưa được. Dạ chút. Cái lớp này á. Đi lấy tiền cơm. Dai hơn. Mà kiểu ăn nó hơi nhầy nhầy. Cái bóng bóng này ăn nó giống như thịt vậy á. Không có cái muỗng mùi thịt. Ăn 10 vé quá thôi. Mày cố đâu dạ, dạ. Chiều sổ nè. Bóng bóng này mà không làm kỹ là nó hài á. Nó hài á. Ờ đúng rồi. Dạ không. Nhưng mà không. Nhưng dễ hơn. Nhưng mà cái này không có thai nha mọi người. Ăn nó vẫn rất là thơm. Mất hết đi cái mùi của bóng bóng này. Em mua về cho người nhà ăn đi. Chị Minh nói thiệt. Dạ. Cái này chị Minh học của người Tàu chứ. Mấy đầu nhà chị má chị làm bằng nước dừa đó. Sao rồi chị lấy mấy ổng mấy bả bóp thịt bằng cái nước xá xị á chị Minh. Đúng rồi. Con có món thịt kho xá xị mà. Ờ. Có cái món đó nha. Em mà kho đi rồi em để hoài nó không có ư cái ăn chiên nước dừa sáng nó chiều lên là nó thiêu rồi đó. Quỳnh. Nè. Mọi người có thể thấy á, bên trong cái miếng này nó có cái lớp giống như là cái lớp mỡ á. Ăn cái này nó cái mùi nó thơm lắm nha. Nó béo béo á. Bảo, chấm thêm một cái nước chấm xá xị của mình cay cay nữa. Mình chấm thêm miếng muối tiêu nữa coi. À. Nước này bỏ đá vô uống được luôn. Thôi. Được không? Xá xị. Em bỏ bún luôn ngon lắm. À. Ôi. Bún cũng ngon lắm. Mình chấm thêm không? Ta lại đây ăn hay xin cái nước nhiều. Dạ. Nhân sinh chị Minh cũng bún hai chai, nấu nước hai chai. À, hỏi cái này gái của mình bán hơi lâu xá xị. Cô mình có bán nước uống xá xị cho người ta không? Không. À. Đó, chị Minh bán đó nước xá xị. Xá xị đó là chị làm thôi chứ không phải để uống giải khác đúng không? Nấu bán luôn là, ờ, ai thích uống thì cứ uống. Có nhiều người, ăn rồi thích quá, ốp luôn, kể có sao đâu. Ốp luôn. Mà, chị Minh đã nói ăn với bún không ngon lắm, có nhiều người chung nhiều. Rồi, hấp dẫn lắm thầy Lộc ơi. Chung ra ăn với bún. Em xin cho thầy Lộc thử khoan. Có phá lấu với lại có thêm cả cái bóng bóng nữa. Ừ. Chấm nha. Khoan khoan khoan. Thầy Lộc là phải ăn như vậy. Ê thanh niên này tâm lý á. Hay á. Siêu hấp dẫn. Nè. Bánh mì kẹp phá lẩu. Ngon ghê á. Cái hú linh bên trong nó có cái mỡ mỡ ăn béo ghê. Thích lắm. Mỡ lớp da nó giòn giòn mềm mềm. Cái này con nít người già vẫn ăn được bình thường, không có sợ gì cả. Không sợ dai. Cái này là giống như là thịt heo vậy thôi. Ừ. Bởi vì giờ người ta hay có thịt nướng xá xị rồi vậy đó. À. Hồi xưa người ta nướng rồi. Cái này chiếc kia lên giờ ta nướng cái xì ăn thơm. Thường em thấy những cái quán phá lấu á là người ta hay làm với lại lá mía nè, rồi thịt đầu của heo, rồi khế, rồi thanh long á. Ừ. Nhưng mà rất là ít khi thấy phá lấu mà bán cái ruột thú linh như vậy nè, ruột già, ruột non, rồi thú linh có nhưng mà ít lắm. Còn ở đây là cô Minh chỉ bán về một cái loại đó thôi, mọi người có thể thấy. Nếu như mà ai mà là fan cứng của món thú linh á thì có thể đến đây để ăn nha. Tết cô Minh có đi đâu không cô Minh? Hay là cô vẫn bán suốt? Vẫn bán bình thường. À. Không có đi đâu đâu, có quê đâu được. Cô Minh ở đây đó giờ luôn hả? Ở đó đây giờ, đây là Bắc Kỳ, quê Bắc Kỳ. Ta Bắc Kỳ mà bà chết ở Âu rồi. À. Chết năm 87 rồi. Rồi thế là rồi năm 2000 bà già chết luôn rồi, Minh nó hơi nghỉ xí nghiệp về đây bán đây coi chừng nhà. Bà chị, mấy đứa con bà cũng đi làm, mất sáng có hai chị em nha. À, chị Minh kể cho nghe, lúc đầu quảng cáo hả, Ngô Việt lại mua, từ đây dài dài tới kia luôn. Sau hết Ngô Việt rồi, cái bi màu vàng. Bè. Ừ, bi màu vàng rồi tới La Bà Mua gì đó. La Bà Mua gì đó. Tới nữa. La Bà Mua gì đó. Tới chừng khoảng 7-8 người thôi. Tới qua tới... La La Mu. La La Mu. Là ba mua. Rồi xong rồi biết không còn ai luôn. Dạ. Mà chị Minh bán cho dân không kể đó. Con biết sao rồi. Sao? Tại vì những cái quán khác á, nó đặt tiền quảng cáo thì những cái cái đó nó sẽ nhảy lên đầu trang. Đúng rồi. Đó. Nên mọi người lúc đầu thì sẽ thấy quán của cô Minh, nhưng sau này á,
những cái quán kia nó tốt, có tiền quảng cáo nó, này nó kia nó lắm. Sẽ được đặt ở trên trang chủ. Nó mạo danh quán Minh Phá Lấu nhưng mà nó chia, nó để cái Phá Lấu trong cái tô. Thấy ta nói rồi Minh sao bán dở quá sao rồi. Có cái ông có lời này mua nào mở lên cho mình coi chứ mình xài gì phút đâu không biết rồi. Cũng là quán Phá Lấu Minh luôn. Này mở ra, trời ơi, cái nó nói nó bán không biết là cái gì nữa. Mà nó bỏ vô trong cái tô mở ra. Mở cho mình để trong cái tô á, mở ra cái trong cái tô á, trời ơi, Phá Lấu rồi nước bình bình. Rồi có đậu bắp gì tùm lum chậu. Ui, thời buổi này mạo danh rồi, cạnh tranh nhau quá ha. Làm ăn xấu xa quá. Thế xong cái ông nói nè, tôi tức quá tôi phải đi tại chỗ. Đến đó luôn hả? Ông tới đây ông tìm. Cũng bao quận 8 ông tới đây ông tìm. Đã. Ông tới đây ông tìm, ông mới nói là trời ơi, ta làm ăn chân thật không biết người dễ dối mà gạt người ta. Thế mình mới nói là đã vì người ta nghèo, không biết người ta buôn bán mà mấy người lừa đảo. Dạ. Mở mày má cho mình coi luôn á. Đó, mình có biết đâu coi. Mọi người cũng nghe cô Minh chia sẻ. Thì mọi người cũng biết là cô Minh á là chỉ bán Phá Lấu xá xì. Và mọi người nhìn cái Phá Lấu nè. Đó. Địa chỉ á là số 56/46. Đường Tô Hiến Thành nha. Chứ mọi người đừng có tìm những cái địa chỉ là mua ở đây hoặc là đặt ở trên mấy cái app á cũng được đó cô Minh. Đâu có biết đâu, mình đâu có biết làm đâu. Mấy người đặt giùm mình rồi xong người ta mò tới đây người ta mua thì sau đấy người ta điện thoại lại cái nó mà mình Phá Lấu giờ nghỉ bán rồi giờ có một mình khác cái người ta nói ủa sao bả bán bình thường mà sao giờ ăn lạ quá người ta không mua mà nói nhưng mà người ta ăn ta biết liền coi ta biết được cái chất lượng mà của cô bán với cái chỗ mới là như thế nào mới nó bán trong cái tô còn mình tiệt lỗ không có tô ở đây bán mà trong cái hộp luôn. Ừ, như thế là Lộc cái phần này nè nếu mà một người bình thường ăn một phần á là cũng no không cũng ngang ngang bụng á. Ừ. Chứ không phải đơn giản đâu, nhiều lắm á. Tại vì Phá Lấu nhiều ghê. Phá Lấu nhiều mà, cô Minh cắt nhiều mà. Nhưng mà vẫn vẫn đúng quy định nha. Đúng quy định, căng đúng cho không ăn thiếu ai á. 100g là 25k. Cái này của cô Minh. Cô cứ cần thiếu thôi con. Thôi, đừng thôi. Tại vì con đang thử thách mà. một mình con ăn hết 3 phần rồi. Cho nên cô cần ít cũng được. Thôi ông nói đâu mình đụng chơi mà của mình là phải sòng phẳng thôi đâu ra đó đàng hoàng đó thấy không đâu ra đó nha mọi người nên mọi người á ở khu vực mà tới đây không đi Tô Hiến Thành thì có thể đi Hồ Bá Kiện nhưng mà đường Hồ Bá Kiện nó nhỏ khó kiếm các đúng bạn rồi. Nên đi ở chợ Hòa Hưng á các bạn quẹo vào đường Tô Hiến Thành nếu mà mọi người đi đường Hồ Bá Kiện vào mọi người có thể hỏi Phá Lấu của cô Minh. Con nghĩ là chắc mấy người ngoài đó cũng biết hả cô? Biết á. Chưa á. Tại vì bác ở đây người ta quen à. Trời dân giàu ta nhìn vô máy người ta biết. Thế nào ta cũng nói chợ nhỏ này quen quá. Chưa. Đang đàng hoàng ta để số 1 cho ta coi đàng hoàng sợ. Dạ. Số 1 á là đã trừ đi cái hộp rồi nha mọi người. Cái hộp nè, chị Minh bỏ hai cái hộp cho em coi không có sao hết nè. Dạ dạ. Cái hộp đi. Đó. Đó. Cái hộp đâu có gì đâu nè. Dạ. Chuẩn luôn. Ui. Phải nhiều khi á, Tết trò bán xuống lắm. Ta mua cho về quê. Nó có nhiêu tiền đâu thấy không? Nó lãnh mấy chục triệu. Mua cho về quê chừng nửa ký, 1 ký rồi nó ăn cả đời luôn, cả nhà luôn không. Mà cái này em về quê ăn liền ăn, không ăn liền đút vô tủ chừng nào đem ra ăn cũng được, không sao. Để xá xị nó không có bị hư, không có mùi gì. Xá xị ta còn để qua ngày này gì ta nói. Cô mai mốt con nghiên cứu làm Phá Lấu xì tim đi con. Không được. Phá Lấu xì tim. Phá Lấu xì tim nó chua. À nó chua. Cái chất chua chứ xì tin nó ăn chua chua. Còn xì tin nó đâu có chua. Đúng rồi. Nãy con ăn cái Phá Lấu này vào xong rồi uống xì tin nó chua chua. Này chua hơn xì tin. Không ngọt bằng cái vậy. Chắc có mai lẻ. Dạ. Đặt xe rồi. Dạ. Cảm ơn con. Cái xe đây được không? Được. Còn xanh đến mùa. Dạ. Giờ bắt đầu đông rồi nè. Ok. Em ơi, có ăn bánh mì không? Em mua Phá Lấu anh. Em mua đem về hay ăn ở đây? Bao nhiêu anh? 100 ngàn. 4 lạng. Không. Này, cô Minh chuẩn bị bỏ
lên sân này. Kiểu như bây giờ là của mình mới bắt đầu là 2 giờ nè. Là bắt đầu bán thì khách bây giờ người ta muốn mấy ổ bánh mì. Anh ở đây luôn. Anh ở đây cũng được. Đứng ngồi. Em ăn ớt cay không? Ớt cay. Rồi. Cái tóc nào, ăn xong tóc nào để lấy cái bàn cho nhường ghế cho chị đi. Khá rồi. Ok. Cái chai ăn trước đi đã. Đây chờ cho bên đứng nhà đi đã nha. Thì vừa rồi mình mới hoàn thành thử thách 3 phần phá lẩu của cô Minh. Thì hoàn cảnh cũng như là cái chỗ bán của cô rất là khó khăn. Hôm nay thì hạn chế nhiều lắm. Cho nên nếu như mà ai có lòng á thì mọi người có thể đến để mua mang về cũng được ha. Trong đây ngồi ăn thì cũng hơi khó. Một phần thì chỉ có 25.000 thôi. 25.000 100g là ăn no luôn á. Mình cảm thấy là cái phần ở đây 25.000 bán nhiều, nhiều hơn những cái phần khác mà phá lấu dừa. Chắc là do phá lấu dừa cái nguyên liệu hay sao nó cũng mắc hơn ha. Thiếu Nhi qua đi. Thiếu Nhi qua. Cho Thiếu Nhi lên sóng không? Đồ anh thấy cái phá lấu nó dài vừa tới thôi và nó rất là thơm, rất là thơm cái vị của xá xì kết hợp với lại gừng và xả để cho nó đỡ cái mùi của phá lấu Phú Linh đi. Đó, rất là ngon nha mọi người. Thì nếu mọi người thấy ngon thì có thể mua qua, đặt mua qua Grab, GoViet hoặc là Be, Baymin. Mình lấy cái tên gì vậy cô Minh? Minh phá lấu hả? Hay là phá lấu xá xị? Minh phá lấu. Đó, cái tên đó sẽ là Minh phá lấu nha, trên cái app đó. Thì đó là clip mà mình đã hoàn thành thử thách ở quán của cô Minh nha. Tụi mình có một cái fanpage trên Facebook, nếu như mọi yêu mến cũng như là muốn cập nhật các sự kiện mini game hay event thì hãy like dõi fanpage để ủng hộ kênh mình nha. Link mình sẽ để dưới phần mô tả, clip của mình cũng sẽ được post tại đây. Nếu như mọi người cười thì hãy like, còn nếu thấy hay thì hãy subscribe và chia sẻ nhiều người khác cùng xem. Sắp tới như các bạn có bất cứ thách nào thì hãy để lại bình luận dưới comment, mình sẽ xem xét và đưa những bình luận phù hợp nhất để làm clip cho mọi người cùng thưởng thức nha. Ok, xin chào các bạn. Ví dụ em lại sớm một giờ mấy em kêu